Chào các bạn, hôm nay mình sẽ thử chức năng bay theo điểm đã chọn trên con SJ-RCF-11. Đấy, thì đặc tính của con này là nếu như khi bạn đang bay mà bạn bật sang cái chế độ bay theo điểm đã chọn thì nó sẽ không có tác dụng nhé, mà các bạn phải bật nó ngay từ khi bắt đầu khởi động máy bay. Đây, mình sẽ bật. Đấy, nó sẽ hiện lên một cái vòng tròn xung quanh cái máy bay trung tâm của bạn. Đấy, bây giờ các bạn chọn điểm để cho nó bay. Đang xa cách mình là 184 mét. Rất tiếc là cam con này nó đã bị chết cam rồi, cho nên mình không quay được cái hành trình bay của nó. Ok, một vòng. Mình sẽ cho nó bay thêm một đường nữa nha.
Ok, mình vừa thực hiện xong cái clip cho con SJ-RC-F11 bay theo điểm đã chọn. Đấy thì nó bay rất rất chính xác các bạn ạ. Rất tiếc là con này của mình vừa rồi cam đã bị chết, cho nên là không không ghi được cái hình ảnh của nó.